Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay anh Hiền giao lưu với Văn Hóa cả nhà, đánh bi giờ phân 70 điểm. Rồi Văn Hóa đề ba. Hả? Một. Hai. Đúng không? Ba. Ai ai viết đè quá nên thục cái ngồi luôn. Rồi, ba điểm đầu tiên. Rồi, em có mong em quá đánh cái trắng đâu mà. Không thể. Ừ. Có mời cái nhà uống nước với anh em nha cả nhà. Rồi một nữa là bốn. Hay là vậy quá. Chưa giảng sai đâu. Đánh nước kia không à? Hàng đánh nước cuối mà. Một. Buồn quá nhiều. Quá dữ. Rồi, một điểm đầu tiên cho anh Hiền. Đồng. Ủa cái cuộn băng keo đâu chị? Để cắt ra dán này chứ không. Một. Một nữa là hai. Hai bốn. Hai. Đây. Ba. Bốn. Không có
5 6 7 7 7 11 11 2 1 2 chưa chân thì rồi ha. Ba. Ba nữa là 5. 5 11. Ý nó mới thấy được à, ý nó nói mày nghe 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 một đánh đường nào một nữa sáu một anh một nó 12 12 6 cái đó cũng dễ lọt nhậu thứ bà luôn á. Mới tới luôn á. Tính nãy giờ được 7 phút rồi, 8 phút kìa. Trong hú lỡ gì đó, vợ cái đó, nghỉ đi luôn. Tại vì bán nãy đó. Ngồi uống nước gì đây? Tại mình uống nhiều quá, uống đi. Uống nhiều quá, uống đi. Không có ngồi đánh bộ với nhé, bên. Anh với em quá chưa giao lưu mà. Em muốn bỏ cũng được, muốn gì vậy? Mình ăn ngủ đi, không đi mà.
2 gì đâu tay rồi 3 4 hư luôn rồi. Sáu. Một. Quá tài rồi. Hay không? Giờ vắng chủ nhà mình mọc đuôi tôm mới anh nét à. Bốn nữa 20. Đông chưa giao lưu với nhau không à? Cái bàn này là ít khi nào nhường được lắm. Còn hả? Còn còn gạo đó nữa kìa. 2 nhớ ông này luôn. Ba. Năm. Hai người đứng lên. Rồi mà đứng đó làm gì, tao mua cơ tao vô ngủ mẹ.
Chưa, anh đi còn đi cơ cuối không à. Đi sao? Anh đánh với con lọn đi cơ cuối không á, gác ảnh mười mấy điểm mà. Đấy. Anh đánh với con mà con gác ảnh mười mấy điểm mà rút cuộc ảnh qua mặt không đó, anh gác ngược lại đó. Ừ. 7 nữa, 27, 27, 8. Mày nè. Chín. Ơi vậy. Ơi gì anh lại? Tưởng điều văn quá chứ. Rồi bốn cơ luôn rồi. Quá lực. Anh đi lâu chưa chị? Để kéo không để cái giết bơ cái giết. Một. Ủa nãy cái cây chổi anh để đâu rồi? Rồi 28 29. Một. Mặt của mười. Mười, 18. Một. Lên đây hai chín. Một. Hai. Tôi giữ rồi. Giữ luôn. Hai hứa 12. 12, 29. Nó ra.
1 Đó, 30 32 1 Nó dây ngang gặp mà đi đâu giống hấu. Em quá chị chỉ chỉ. Mà không biết hai anh Hậu có nhắn danh chưa thì không biết. Ai chị em nhắn gọi em nhắn. Ừ, kiếm kèo đi, tối em với em quá qua. Qua cái chưa thấy ai chứ. Cũng sớm. Thì tới đây cũng 7 giờ 5 phút rồi đó. Hai nữa, 14. Mới 7 giờ 5 phút thì lo gấp gáp ngồi được cái 7 giờ 10 đó. Mấy giờ đánh được 20 phút rồi đó. Hai. Và ba đúng ba ba một Đừng hỏng luôn. Đúng không? Đúng phơi dữ vậy. Một chung bốn năm năm nữa là 20
rút ngắn về số rồi 20, 13, 23 điểm. Một. Một quá đẹp, quá đẹp. Hai. À. Ủa, tiếng nhạc đó đâu vậy? Ba nữa, 23, 23, 34. Một. Nói tập phơi một nữa, 35. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Sáu nữa, 29. 29, 35. Một. Hai. Hai nữa, 31. 31, 35.
Hay mình tham thôi chứ buông ra đánh cái gồng ai cũng trúng. Một. Phân động đó. Hai. À. Điểm rồi. Dạ bằng bằng hai nữa ba tám một hai năm sáu nữa bốn nữa hai số cặp 4433 một ba tư bốn tư Thank you.
không mà để nó chạy bỏ luôn á. Đó, bỏ chưa à, không hay đâu, tụng vô không hay đâu. Bỏ bạn mà đừng có hay đâu. Đi dớt đá ôm lên thì ăn đi. Này. Và ba nữa 50 50 34 một một nữa 35 một một nữa 51 35 một góp gì không một nữa 36 1, 2 1 2 2 nữa 18 18 52 nè bệnh chứ 1 2 2 nữa 54 và 8 1 39
đánh đồng lại để chọc đồng lại. Bắt đầu nó lấy chậm ra hoài luôn. Một ừ, hai trái chạy ngang nhưng không gắn một không. Hai Năm sáu sáu nữa 45 54 không đánh ba nữa 57 hên có anh nỉ đánh chung với đánh hai người chừng cãi lộn rồi đó. Một hai ba bốn năm sáu bảy
7 nữa 64. 64 45. Tới rồi, cái này đã rồi. 1 2 3 Né luôn. Bốn. Không có được rồi. Xếp 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 rồi. Xếp xếp cơ đi. Xong luôn đó. Năm. Rồi bắt tay, anh em bắt tay. Rồi, vậy là xếp video phần này hay hôm quá đã thắng anh Hiền nghe cả nhà. Có cái nhà thấy xếp video phần này hay hấp dẫn. Rồi thì mình tính gì với anh em bạn kia một like, một subscribe nha cả nhà. Nhớ bật chuông thông báo nha. Để cho thêm mình tính gì với anh em bạn kia ra nhiều xếp video phần hay hấp dẫn cho cả nhà xem. Hấp dẫn cho những giờ vừa còn mở nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn.